chào quý bà con, quay trở lại chương trình Mỗi Ngày Một Sản Phẩm của Thế Giới Máy. Hôm nay Thế Giới Máy xin giới thiệu đến quý bà con về dòng máy phun thuốc dạng khói Takio, sử dụng động xăng 4 thì. Khí hậu nóng ẩm của nước ta cũng khiến các loại sâu bệnh, dịch bệnh dễ phát sinh nên việc phun thuốc trừ sâu bệnh, dịch bệnh là không thể thiếu để phát triển nông nghiệp ổn định. Với nhiều dòng máy phun thuốc trừ sâu khác nhau dạng nước như truyền thống thì ngày nay nhờ sự tiến bộ mà máy phun khói diệt côn trùng ra đời. Hôm nay, công ty chúng tôi xin giới thiệu đến quý khách dòng máy Takio TK35 giá rẻ, thế hệ mới. Công dụng chủ yếu của máy phun khói, trong nông nghiệp chủ yếu máy được sử dụng để diệt sâu bọ cho các loại cây ăn trái như cam, bưởi, quýt, xoài, mãng cầu, dừa, cây công nghiệp như cà phê, tiêu, điều, cao su chấm chấm chấm. Máy phun khói diệt côn trùng Takio trong y tế dự phòng, diệt muỗi và vi khuẩn gây bệnh là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu phòng chống các dịch bệnh bùng phát ở các bệnh viện, nhà xưởng. Trong chăn nuôi, khử trùng chuồng trại cho gia súc, gia cầm, diệt muỗi và vi khuẩn trong các kho lương thực, bãi rác. Máy phun khói đã và đang được ứng dụng rất nhiều trong đời sống. Biết được điều đó, nhà sản xuất cho ra đời các loại máy phun khói sau nhằm đáp ứng mọi nhu cầu người tiêu dùng. Máy phun khói chạy xăng sở hữu động cơ 4 thì chạy xăng bền bỉ. Máy hoạt động với công suất 1.5 kV kép dung tích xi lanh 38cc là động cơ 4 thì nên máy nhẹ nhàng, hoạt động êm ái. Cơ chế hoạt động máy phun khói diệt côn trùng Takio TK35 sở hữu động cơ xăng 4 thì khi thuốc được phun ra dạng khói bởi áp lực phun mạnh, lượng thuốc ra từ máy có thể được phát tán cao là sản phẩm chất lượng cho ngành sản xuất nông nghiệp. Khói phun ra sẽ len lỏi trong từng ngóc ngách nhỏ nhất nhằm tiêu diệt những con côn trùng trú ngụ. Khói sẽ không tan biến mất mà cứ lơ lửng trong thời gian nhất định sẽ tăng tính hiệu quả gấp nhiều lần. Máy phun khói diệt côn trùng Takio TK35 sở hữ động cơ xăng GX35 siêu bền. Máy chịu được nhiệt lớn, bình nhiên liệu làm từ nhựa cao cấp chịu được sự ăn mòn hóa chất và thời tiết khắc nghiệt, chịu được va đập. Máy thiết kế đơn giản, độ bền cao, hiệu suất công việc được đẩy mạnh. Máy có hệ thống vô dẫn nên giảm âm và tiếng ồn rất tốt, căn chỉnh được lượng thuốc, lượng khói phun ra theo ý muốn người sử dụng, góp phần tiết kiệm nguồn nhiên liệu. Hướng dẫn sử dụng máy phun khói diệt côn trùng Takio TK35. Trước khi khởi động, đổ xăng và nhớt đầy đủ rồi mới bắt đầu thực hiện các bước tiếp sau đây. Bước 1. Khi máy được sử dụng lần đầu tiên, nhấn vào bong bóng xăng 5-7 lần cho đến khi bong bóng xăng được đổ đầy 2/3 xăng. Lưu ý, khi máy được sử dụng lại và đã có xăng trong bong bóng xăng và đường ống, bỏ qua bước này và thực hiện bước tiếp theo. Bước 2. Kéo le gió xuống. Bước 3. Sau đó giật nổ, máy nổ, đóng le gió lại. Bước 4. Đợi tham dẫn nóng lên. Bước 5. Đặt tay ga lên mức to vừa phải, không nên để mất ga. Bước 6. Mở từ từ van dẫn thuốc và dung môi ra, sao cho nhìn lượng thuốc ở phía đầu ra không bị nhỏ giọt, đợi một lúc chỉnh để khói ra đều thì đi phun. Bước 7. Không sử dụng máy nữa thì tắt nút nguồn trên thân máy, lần sau sử dụng chỉ cần giật nổ và sử dụng. Chúng tôi vừa giúp bà con tìm hiểu về dòng máy phun khói động cơ xăng Takio TK35 và hướng dẫn khởi động máy. Xin chào và hẹn gặp lại quý bà con trong những video tiếp theo. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.